Thưa quý vị, sớm sàng lọc COVID-19 ngay từ khi khởi phát những triệu chứng ban đầu là một trong những chìa khóa giúp người bệnh an tâm và đạt được điều trị hiệu quả, đồng thời góp phần vào việc đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Như vậy thì quá trình sàng lọc này ra sao và lợi ích chi tiết cũng như là cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với cuộc trao đổi cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phạm Quang Thuận, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Vega Health. Đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi này. Vâng thưa bác sĩ, thì cùng với việc mà mình khai báo y tế thì việc sàng lọc COVID-19 tại cơ sở y tế có tầm quan trọng ra sao khi dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn mới? Như chúng ta đã biết đó, thì theo chủ trương chính phủ là hiện nay cái dịch nó bước sang giai đoạn mới, đó là giai đoạn đầu của giai đoạn 3. Chủ trương của chính phủ là chống dịch như là chống giặc, và theo những cái hướng dẫn của Bộ Y tế, của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và của HCDC là từ gọi tắt của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Thành phố Hồ Chí Minh đã có ra những cái văn bản và hướng dẫn về việc sàng lọc và cách ly cho những đối tượng nghi nhiễm cái SARS-CoV-2 từ cái bước tuyến đầu, như là ở tại biên giới hoặc là ở tại sân bay hoặc là tại ở cửa khẩu, người ta đã sàng lọc và cách ly rồi. Tuy nhiên thì cái vai trò của cái phòng khám đa khoa Vivo Health của chúng tôi nói riêng và các cơ sở khám chữa bệnh được coi là một cái hậu phương để cố gắng sàng lọc lại những cái ca nghi nhiễm mà nó sót và nó có thể lây lan trong cộng đồng. Vâng thưa bác sĩ, thì vậy thì cái phương pháp sàng lọc COVID-19 nó ra sao và chi phí như thế nào? Hiện nay thì phòng khám đa khoa Vivo Health chúng tôi là khám miễn phí chứ không có một cái chi phí về vấn đề khám sàng lọc của SARS-CoV-2. Thì khi có một trường hợp mà nghi ngờ như vậy thì theo hướng dẫn của Sở Y tế và của HCDC, chúng tôi đã được tập huấn rất nhiều lần. Chúng tôi đã tổ chức một cái bàn sàng lọc ở tại phòng khám chúng tôi. Và khi mà khách hàng hoặc bệnh nhân đến với phòng khám chúng tôi thì sẽ được bảo vệ hướng dẫn đi đến khu sàng lọc và điền cái phiếu lâm sàng, phiếu thông tin dịch tễ. Tại đây thì khách hàng và bệnh nhân họ sẽ được nhân viên y tế của phòng khám chúng tôi là sẽ rửa tay sát trùng nhanh bằng cái dung dịch pha cồn, sau đó thì cho thực hiện đeo khẩu trang đúng cái quy cách, đo nhiệt độ và nhận cái tờ form thông tin điền vào yếu tố dịch tễ của khách hàng của bệnh nhân. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: nếu mà khách hàng có những cái triệu chứng như là sốt, ho, sổ mũi, khó thở hoặc là có cái yếu tố dịch tễ đó, thì có thể là một ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, thì nhân viên y tế sẽ chuyển vô cách ly tạm thời và ở đó thì được bác sĩ ở phòng khám Vivo Health chuyên trách sẽ khám. Thông qua những cái cơ bản câu hỏi của trong phiếu sàng lọc dịch tễ đó, thì nếu có bệnh nhân có những cái triệu chứng hoặc là những cái thông tin về dịch tễ, bác sĩ họ sẽ quyết định là ca này sẽ khám một sức khỏe thông thường hay là khám bệnh thông thường hoặc là chuyển viện. Trong những trường hợp mà một ca nghi ngờ SARS-CoV-2 thì bác sĩ họ sẽ điện thoại trực tiếp cho bệnh viện chuyển bệnh nhân đi và có thể là sẽ chuyển về bệnh viện nhiệt đới hoặc là chuyển về bệnh viện gần nhất là cơ sở y tế gần nhất ở tại đơn vị phòng khám chúng tôi, để mục đích là ở nơi đó là có thu dung khám và điều trị cho bệnh nhân SARS-CoV-2. Tuy nhiên có một số trường hợp là bệnh nhân không có triệu chứng nhưng mà có yếu tố dịch tễ từ nước ngoài về, hoặc là người Việt Nam từ nước ngoài về hoặc là những khách ở nước ngoài, thì chúng tôi sẽ điện thoại và hội chẩn với HCDC hoặc là sẽ báo cáo cho cái trung tâm kiểm soát bệnh tật ở tại cái quận mà bệnh nhân hoặc khách hàng đang cư trú. Trường hợp thứ hai thì trường hợp khách có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở nhưng mà không có yếu tố dịch tễ gì hết, thì thông thường thì cái sẽ chuyển đến một cái khám chuyên môn về hô hấp hoặc là tai mũi họng thông thường. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mới hiện nay, bác sĩ họ hãy hỏi thêm về cái tình trạng của những người tiếp xúc gần đối với bệnh nhân khách hàng, qua đó để mục đích là gì, người ta có xuất hiện một cái chùm ca bệnh hay không. Ví dụ như là ở tại cơ quan thì họ có nhiều người bệnh như vậy không, hay là tại gia đình có nhiều người bệnh như vậy không, thì sau đó cũng bác sĩ họ cũng sẽ điện thoại và hội chẩn với HCDC để họ đưa ra một cái quyết định là có thể lấy cái mẫu xác định đây là một chùm ca bệnh do những loại virus nào, có phải là do cúm mùa hay không hoặc là do SARS-CoV-2. Vâng, như vậy thì khi người dân sớm sàng lọc COVID-19 thì góp phần ra sao trong việc mình đẩy lùi dịch bệnh này ạ?
cái khi mà người nhân họ được kiểm tra sớm, phát hiện được sớm bệnh nhân có bệnh hay không, có bị nhiễm sắc COVID hay không. Cái đó là yếu tố rất quan trọng hiện nay. Cái việc mà chúng ta sàng lọc sớm và phát hiện sớm cho những cái trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 nó rất quan trọng, trong nhất là trong cộng đồng chúng ta, nó tránh hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng chúng ta. Và những cái người mà chưa mắc phải á, thì chưa có mắc á, thì họ sẽ có cái tâm lý yên tâm. Và thứ hai là những người mắc phải thì chúng ta đưa đi để điều trị sớm để tránh lây lan trong cái cộng đồng. Và cái đó là cái yếu tố rất quan trọng then chốt hiện nay để mục đích là đẩy lùi dịch bệnh. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất bổ ích vừa rồi.